Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng nhẹ cân thời trẻ, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là do cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta bổ sung cho bé chưa được hợp lý và chủ yếu là do bị thiếu. Và theo các chuyên gia dinh dưỡng thì cái nguyên tắc vàng ấy mà giúp cho trẻ tăng cân hiệu quả nhất thì đó chính là cái lượng calo nạp vào sẽ phải lớn hơn so với cái lượng calo tiêu thụ. Đó thì nhờ cái lượng calo dư thừa thì sẽ giúp cho trẻ có thể là tái tạo và khản sinh được cái khối mô cơ, thì từ đó thì sẽ giúp cho con tăng cân một cách hiệu quả hơn. Đó, tuy nhiên thì nếu như lúc này ấy, mẹ lựa chọn những cái dòng sản phẩm sữa công thức thông thường, nó thì sẽ không thể nào có thể là mà đáp ứng đủ được cái lượng dinh dưỡng mà bé cần. Đó, mà lúc này chúng ta sẽ phải tìm đến những dòng sản phẩm sữa có cái nguồn năng lượng cao mới có thể là bù đắp được cái lượng dinh dưỡng bị thiếu hụt của bé, và sẽ từ đó thì sẽ giúp cho con tăng cân một cách hiệu quả nhất. Sản phẩm sữa Nutrien Kit thuộc thương hiệu Enora Việt Nam, đây các mẹ thấy đây chính là hộp sữa Nutrien Kit. Những mẹ mà đã cho bé sử dụng qua cái sản phẩm Nutrien Kit này ý, sau một thời gian thì thấy rằng là con phát triển cả về cái chiều cao này và cân nặng này, về mức ổn định này và một cách khỏe mạnh nhất. Và đây cũng chính là dòng sữa mà được hiện nay đang được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rất là cao về chất lượng, cũng như là khuyên dùng cho các bé mà bị nhẹ cân ấy, khi mà mẹ cho bé đi khám ở các cái trung tâm dinh dưỡng. Đó, vậy thì sản phẩm này sẽ có những cái ưu điểm vượt trội gì? Đó, thì đầu tiên thì sản phẩm Nutrien Kit nó chính là dòng sản phẩm sữa cao năng lượng. Đó, như các mẹ thấy ở cái bảng thành phần dinh dưỡng ạ, cho thấy ạ, khá là cao đấy ạ. Do vậy thì là có thể là cung cấp đầy đủ được cái nguồn năng lượng cần thiết cho cơ thể bé này, từ đó thì sẽ giúp cho con tăng cân một cách hiệu quả hơn. Và thứ hai thì chúng ta có thể nhìn ở trên hộp sữa đó, nhà sản xuất thì cũng đã có in đầy đủ tất cả nổi trội những cái công dụng chính của sản phẩm, bao gồm có 6 công dụng. Công dụng đó chính là tăng trưởng chiều cao và cân nặng này, công dụng thứ hai là tăng cường miễn dịch, và công dụng thứ ba đó chính là giúp trẻ ăn ngon và hỗ trợ tiêu hóa, thứ tư thì là bổ máu này, thông minh sáng mắt và giúp trẻ thoải mái ngủ ngon. Đó thì về cái tăng trưởng chiều cao và cân nặng ấy thì là bao gồm có chất đạm này, đường bột này và chất béo này, thì đây đều là những cái chất mà sinh năng lượng ấy, thì từ đó nó sẽ giúp cho cung cấp cái năng lượng cho cơ thể bé này hoạt động cả ngày trời đó và ít mệt mỏi hơn. Và thứ hai đó chính là cái nguồn nhờ cái hàm lượng canxi, phốt pho và vitamin D3. Đó, như chúng ta cũng đã biết thì đây đều là những cái dưỡng chất nó rất là quan trọng, nó giúp cho hoàn thiện cái hệ xương của bé này và sẽ giúp cho xương của bé dài ra này, phát triển chiều cao một cách tối ưu nhất. Và tiếp theo đó chính là nhờ tăng cường hệ miễn dịch, nhờ vào sữa non và các vitamin và khoáng chất. Đó thì sữa non thì chắc hẳn là các mẹ rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Thì nó có công dụng đó chính là nó giúp cho trẻ có thể là tăng cường cái sức đề kháng này, hệ miễn dịch hơn này. Ngoài ra nhờ hàm lượng các cái vitamin và khoáng chất như là vitamin A, E, C này, hay là khoáng chất là kẽm, silen ấy ạ, thì nó có cái công, đây đều là những cái chất oxy hóa đấy, nó cũng sẽ góp phần rất là tốt giúp cho bé tăng sức đề kháng tốt hơn. Đó, và thứ ba đó chính là giúp cho trẻ ăn ngon và hỗ trợ tiêu hóa, thì nhờ vào lysine, vitamin nhóm B kích thích bé ăn ngon miệng hơn. Thì còn cái whey protein và chất xơ, thì whey protein thì nó chính là một cái dạng mà đạm sữa thủy phân ấy ạ, thì cái đạm này nó rất là dễ hấp thu và nó dễ tiêu hóa và kết hợp cùng với chất xơ đó, do vậy thì cái nguồn năng lượng cao có trong sữa khi mà bé sử dụng ấy thì các mẹ cũng sẽ không lo là bé bị đầy bụng này hay là bị táo bón nữa. Công dụng tiếp theo đó chính là giúp cho trẻ bổ máu này, nhờ hàm lượng sắt này, kẽm, acid folic đó, và thông minh sáng mắt thì giờ palatino này, taurin này và choline này. Palatino thì mình giải thích một chút, đây nó chính là một cái loại đường chậm ấy. Nó sẽ có cái công dụng đó chính là nó sẽ rất là tốt cho cái hệ thần kinh của bé đấy ạ, giúp cho cả một ngày trời bé hoạt động sẽ ít mệt mỏi hơn. Và cái công dụng tiếp theo đó chính là giúp cho trẻ thoải mái ngủ ngon và nhờ vào cái dưỡng chất lactium. Đó thì cái dưỡng chất lactium này nó có vai trò đó chính là nó sẽ giúp cho cái hệ thần kinh của bé được thư thái hơn này, và sẽ giúp cho bé ngủ ngon hơn này, ngủ sâu giấc hơn này, và khi mà bé ngủ ngon giấc ấy thì là cái cơ thể sẽ giúp kích thích những cái yếu tố tăng trưởng ấy, từ đó thì sẽ góp phần rất là tích cực vào cái việc mà giúp cho trẻ phục hồi này và tăng cân một cách hiệu quả, thì cũng như là phát triển chiều cao tối ưu nhất. Vậy thì sản phẩm sữa Nutrien Kit này nó sẽ phù hợp với những bé có thể trạng như thế nào? Đối với những mẹ mà chúng ta có bé bị nhẹ cân này, bị thiếu cả chiều cao này, và đặc biệt là ngủ không sâu giấc này và hay quấy đêm, khóc đêm ấy, thì là ngay lập tức chúng ta có thể là tham khảo và lựa chọn cho con sử dụng cái dòng sản phẩm Nutrien Kit này. Và Nutrien Kit thì cũng đã được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rất cao rồi, do vậy thì về chất lượng mẹ hoàn toàn có thể yên tâm mẹ nhé.
cái vấn đề con nhẹ cân thấp còi thì là hiện nay đang rất là nhiều mẹ gặp phải và khiến cho chúng ta hết sức là đau đầu, đúng không ạ? Và khi mà mẹ lựa chọn được cái dòng sản phẩm phù hợp với thể trạng của bé yêu nhà mình rồi thì lúc này mẹ cũng cần hết sức lưu ý, đó chính là chúng ta nên sử dụng theo đúng cái chỉ dẫn khuyến cáo từ nhà sản xuất. Bởi vì là trong quá trình tư vấn là mình thấy là hiện nay là rất là nhiều mẹ gặp phải cái sai lầm, đó chính là chúng ta đổi sữa cho bé liên tục ạ. Chúng ta cho bé dùng hết hộp này mà không thấy hiệu quả tăng cân ấy, là chúng ta ngay lập tức đã tìm hiểu và cho đổi sang dòng khác cho con ngay đó. Và thì vậy thì cái chính cái điều này ấy, đôi khi thì nó không mang lại lợi ích cho bé mà nó còn sẽ khiến cho cái hệ tiêu hóa của bé bị rối loạn này và thậm chí là gây chậm phát triển. Nó do vậy thì mẹ cần hết sức lưu ý và chúng ta sử dụng đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Và theo các chuyên gia thì khi mà chúng ta lựa chọn sữa cho bé, đổi sữa cho bé thì là nên cho bé sử dụng duy trì ít nhất trong khoảng từ 2 đến 3 tháng. Thì lúc này thì nếu mà bé không có hiệu quả tăng cân thì chúng ta mới đổi sữa cho bé. Còn nếu mà bé sử dụng mà có hiệu quả thì lúc này thì chúng ta có thể cho bé sử dụng duy trì. Và các mẹ cũng pha sữa theo đúng cái chỉ dẫn của nhà sản xuất để sao cho giúp cho con có thể là tăng cân và cũng như là phát triển một cách khỏe mạnh. Hy vọng những chia sẻ trên đây thì sẽ giúp cho các mẹ có thêm được những cái thông tin bổ ích và có thể lựa chọn được ra cái dòng sản phẩm phù hợp với thể trạng bé yêu nhà mình nhất. Và để tham khảo thêm thông tin chi tiết thì các mẹ có thể là truy cập vào trang web sữamuatot.com, và trong quá trình chọn sữa nếu có những cái khó khăn hay cái băn khoăn gì thì comment ở phía dưới thì shop sẽ giúp các mẹ giải đáp. Và cảm ơn các mẹ đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở những vlog tiếp theo.